Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa là chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nhé. Đây ạ. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây nhé. Buổi tối ngày hôm nay mình về được 3 cây ạ. Đây, một gold này, một xám và một xanh nhé. Đấy. Đấy. Note 8 đấy ạ. Note 8 thì mình cũng nói sơ qua về cấu hình con này. Note 8 của nó thì là bản của nó là gì nhỉ? Cấu hình của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình của nó là màn hình là tràn viền 6,3 inch nhé các bạn nhé. Đấy. Màn hình của nó là 6,3 inch, độ phân giải màn hình của nó độ phân giải là 2K. Con này là con chip Exynos là 8895 nhé. Đấy. Và màn hình độ phân giải 2K các bạn xem phim nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời ạ. Đấy. Màn hình độ phân giải 2K thì khỏi hỏi phải chê luôn các bạn nhé. Đây. Đây màn hình độ phân giải 2K các bạn xem tuyệt vời. Pin của nó là pin hơn 3000 nhá, dùng rất là ok ạ. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 chiếc thôi các bạn nhá. Một chiếc màu xanh. Con này thì hình thức là máy đẹp là gì nhỉ? Trên 90% nhá. Đấy. Mình sẽ xem phim coi như là 4K cho các bạn xem cái độ phân giải 2K nó như thế nào. Đây phim 4K. Đây. Note 8 thì các bạn khỏi phải nghĩ luôn. Loa cực kỳ hay này. Đây, loa cực kỳ là phê, cực kỳ là hay ạ. À. Đây. Đây. Các bạn xem phim 4K này thật với các bạn không có độ lóa mờ gì đấy nhá. Đây. Các bạn nhìn này, ảnh như thật luôn đấy, rất là đẹp. Xem phim 4K các bạn khỏi phải chê luôn nhá. Đấy. Quá là sắc nét rồi. Đấy. Note 8 thì mà các bạn nó có hỗ trợ cái bút này rất là hay. Nhà các bạn mà có các bạn em nhỏ ấy mà thích mà viết vẽ vẽ này, đấy, ví dụ như kiểu viết vẽ này, đấy. Đấy, ví dụ mà đang đi học mà học sinh giỏi, học sinh nói chung học giỏi hoặc là các bạn mà ham học ấy, các bạn có thể là mua sản phẩm Samsung Note 8 về cho các em mà đi học để viết các kiểu hoặc là lưu các cái mục mà vào cái mục mà như kiểu mà mục như kiểu mà ghi chú ấy, cực kỳ là tuyệt vời nhá. Thì vì Note 8 nó hỗ trợ cái bút cực kỳ là phê ạ. Thì vì sung sướng lắm. Các bạn dùng sướng. Thì bút Note 8 thì họ thiết kế cực kỳ là phê ạ. Đấy. RAM là 6GB các bạn dùng thì tuyệt vời luôn các bạn nhá. Đấy, Note 8 thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được 3 con này. Đấy, Note 8 thì nó là 2 camera và 1 điện flash và vân tay nhá. Cái lúc thời điểm mới ra thì con này nó xuất con siêu phẩm Note 8 này nó gần 30 triệu các bạn nhá. Nên các bạn bây giờ thì hôm nay bên mình chỉ bán với giá từ là hơn 3 triệu đồng với hơn 4 triệu đồng nên các bạn yên tâm về giá cả bên mình nhá. Đấy. Thứ nhất là lúc thời điểm nó ra gần 30 triệu ấy, thì nó họ Samsung họ rất tâm đắc vào màn hình và main và chip và RAM con này. Nên là các bạn yên tâm. Và ba con bên mình là bản Hàn hay SIM nhá. Ba con bên mình là bản Hàn hay SIM. Nên là các bạn dùng cứ yên tâm ok vô tư. Đấy, ba con bản Hàn hay SIM này. Thì vì lúc thời điểm nó mới ra coi như là gần 30 triệu nên là các bạn cứ yên tâm về sản phẩm chất lượng của sản phẩm Samsung Note 8. Đấy. Đây mình sẽ giới thiệu từng con một cho các bạn nhé. Con này là con Gold ạ. Con Gold thì màn con này thì bị hơi bị ám một chút ở phần bên dưới này. Đấy. Bên trên bị ít thôi. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.600.000 các bạn nhá. Đây, 3.600.000 đây. Hình thức là máy đẹp còn 90% các bạn nhá. Note 8 đây ạ. 3.600.000. Đây, màn thì nó ám vừa thôi các bạn nhá. Đây. Đây ám vừa nhá. Đấy. Con này thì làm đẹp nhá. Đấy. Bạn nào thích xong không thích màn ám các bạn thể vào ví dụ như ở chế độ màn đen này. Màn hình nền này. Màn hình các bạn vào chế độ ban đêm này xong đấy là hết ảm luôn các bạn nhé. Đấy dùng rất ok nhá. Con màu gold này thì bên mình đang bán mặn với giá là 3.600.000 nhá. Và con thứ hai là con màu xám này. Này con màu xám này. Này màu xám đấy nhá. Con này thì là màn hình nó ám nhẹ vừa các bạn nhé. Ám nhẹ vừa. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đây con này thì là ám nhẹ vừa. Bên mình đang bán mặn với giá là 4 triệu đồng đấy ạ. Đây. Con này cũng là bản RAM 6GB.
bộ nhớ trong con này là 64GB. Đây. Đây màn ám cực kỳ là nhẹ nhá. Bên mình đang bán mặn với giá là 4 triệu đồng nhá, lót 8 đấy. Siêu phẩm gần 30 triệu bây giờ chỉ còn với giá là 4 triệu đồng, cực kỳ là rẻ. Máy đẹp là trên 90% nhá, nên các bạn dùng nên ok nhá. Và con thứ ba màu xanh này, con này thì là màn đẹp nhất các bạn nhé. Màn trắng sáng đẹp nhất. Nó chỉ gọi là hơi một tí đây thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.200k nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.200k này. Đấy. Mình xem bộ nhớ con này là bao nhiêu ghi. Mình cũng chưa xem này. À con này là bản 256GB. 256GB thì các bạn thêm 100.000 nữa nhé. Là gì nhỉ? 4 triệu gì nhỉ? 4.300k các bạn nhỉ. Đấy. Con này là bản RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB nhá. Đấy. Đấy, nếu mà bản 256GB thì các bạn thêm 100.000 nữa các bạn nhỉ. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 26GB. Con này thì bên mình đang bán mạng với giá là 4.300k. Đấy, đầu tiên mình cứ tưởng là bản 64GB cơ. Nếu mà 64, nếu mà 256GB các bạn chỉ thêm 100.000 nữa các bạn nhé. Đấy, 4.300k. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Các bạn gọi không số được số 1, các bạn gọi số 2 số mình nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và bên mình thì có ship 3 miền và hình thức mua hàng ở xa rất nhiều thức. Các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì các bạn có thể nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá. Đấy, nên là các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn có nên mua hàng online không ấy, thì các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online là các bạn rất là người thông minh. Các bạn có thể là mua lên shop này, các bạn ưng sản phẩm shop này, mình không ưng shop mình, các bạn có thể sang shop khác. Rất là tiện lợi, tại vì các bạn mua hàng online là các bạn quá là am hiểu công nghệ rồi. Đấy, mình khuyên là các bạn nên mua hàng online. Tại vì dịch này thì các bạn nhà nước thì cũng đang khuyên mua hàng online, bán hàng online. Thì vì các bạn ngồi ở nhà thì là có người mang hàng đến tận nhà cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn ngồi ở nhà có người mang hàng tận nhà cho các bạn. Đấy, nên các bạn không phải đi đâu cả, không sợ lo dịch bệnh gì các bạn nhé. Và vẫn được bảo hành, có như là lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm. Đấy. Lót 8 thì bên mình bán cực kỳ là nhiều rồi và chưa lỗi một cây nào, nên các bạn cứ yên tâm nhá. Đây Samsung Lót 8 đây ạ. Đấy. Bạn nào tin tưởng bên mình rồi các bạn có thể chọn thức là chuyển khoản trước. Đấy, chưa tin tưởng các bạn có thể chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nhé. Đấy. Và sản phẩm ở tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ? Mi 2A nhé. Này. 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 Con này là Mi A2 này. Mi A2 này. Đấy, Mi A2. Các bạn dùng con này cực kỳ là phê luôn. Đây, loa cực kỳ to à. Loa ngoài to lắm này. Đấy. Loa ngoài Mi A2 con này thì quá to. Đấy. Đây. Đây, loa ngoài cực kỳ là phê luôn. Đấy. Loa Mi A2 này, nó là hai camera, một đèn flash và vân tay đấy ạ. Mi A2 nhá. Đấy, mình sẽ xem cấu hình của nó này. Cấu hình của nó là chip, con này là chip Snapdragon 660. Đây 2.1GHz nhá. Cấu hình của nó là RAM 4GB. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy, đây dung lượng. Pin của nó là pin 3000 các bạn nhá. Mi 2A nhá. Đấy, Mi 2A đấy. Đây. À Mi A2 RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Đây ạ. Hình thức là máy đẹp là 90% các bạn nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.100k nhé. Đây 2.100k. Đây loa cực kỳ là phê luôn. Các bạn nghe nhạc thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Mi 2A nó rồi quá là bền luôn này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Các bạn dùng, các bạn nghe nhạc vàng cho mình nhé. Đây các bạn nghe nhạc vàng đấy ạ. Đấy khỏi phải chê luôn nhé. Loa nó cực kỳ là phê này. Các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê. Tại vì nó con này nó Android 9 nhé. Đây con này là chạy Android 9, con này là Android gốc nhé. Android 9 là Android gốc luôn nhé. Con này là Android gốc chưa sửa gì hay đấy. Các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Công nghệ con này đẹp thật đấy. Đây các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê.
Rồi. Đây các bạn xem phim 4K phải chê luôn. Quá là sắc nét, các bạn nhìn nghiêng không có độ lóa mờ gì. Công nhận mình con Mi A2 này, 2A này dùng con này sướng thật các bạn ạ. Pin bền, sóng khỏe và loa cực kỳ là to, màn hình cực kỳ là đẹp nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.100.000. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB nhá. Chip Snap các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp, 2.100.000. Đấy, rất là rẻ. Đấy, các bạn đi mua hàng online các bạn rất cực kỳ là thông minh. Tại vì mua hàng online thì các bạn mua được điện thoại rất là rẻ nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Samsung Z7 Pro nhá. Đấy, Z7 Pro ạ. Z7 Pro thì con này là bản màu gold. Đấy, Z7 Pro màu gold. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là gì nhỉ? Z7 Pro này bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng. Đấy, hình thức của máy đẹp là 90%. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Con Z7 Pro này là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Pin của nó là pin 3K6. Màn hình là màn hình AMOLED nhé các bạn nhé. Cho là hình ảnh cũng như là cực kỳ sắc nét, vân tay này. Và đây nút hai bách đa nhiệm này. Z7 Pro thì hôm nay vừa mới về được con này xong. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng nhé. Đấy, Z7 Pro đây. Bạn đã thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân, anh chị em, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. 2 triệu đồng này ạ. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con Samsung là Samsung này là Samsung Z7 cộng nhé. Con này là bản công ty, 2 sim, 2 sóng. Z7 cộng của nó là RAM của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 32GB. Z7 cộng này, anh của Z7 Pro các bạn nhé. Đây. Này, con này là bản Hàn này. Con này là bản Hàn 1 sim. Con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Đây là Z7 Pro. Con này thì là bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 1 nhé. Z7 cộng này 2 triệu 1 nhé. Z7 cộng 2.100.000. Đây. Hình thức là máy đẹp là 90%. Này, Z7 cộng RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.100.000, cực kỳ là rẻ cho bạn Z7 cộng này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, bản công ty 2 sim 2 sóng các bạn nhé. Và hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Redmi C2 nhé. Redmi C2 đấy ạ. Hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con này Redmi C2. Redmi C2 này hình thức còn độ 90% nhé. Này. Nói chung là 85-90%. Này con Redmi C2. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Redmi C2 này các bạn thì các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Đấy, Redmi C2. Màn hình của nó là màn hình là 6,1 inch nhé các bạn nhé. Màn hình là 6,1 inch. Pin con này là pin 4000. Đây, Redmi C2 pin con này 4000. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình là đang thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá 1.400.000 này. Redmi C2 1.400.000. Đây. Thì con này thì là mình sẽ thanh lý bạn với giá rẻ hơn là 1.200.000 nhá. Đấy, 1.200.000 con Redmi C2. Con này thì hình thức xấu hơn, thì cam của nó thì cái kính cam của nó thì hơi bị sứt sứt một tí này. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.200.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C2 này các bạn nhận hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy, 1.200.000 này rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, Redmi C2 đấy. Đây. Và hôm nay nhà mình có con lợn chết này thanh lý cho bạn này. Con này là con gì nhỉ? Con này là con Intex này. Đây, Intex này. Intex này. Đấy. Tình trạng thì con này thì máy dùng bình thường, chỉ bị vỡ mỗi kính ấy thôi nhá. Nẻ mỗi kính màn hình này. Đấy, Intex nẻ mỗi kính màn hình. Con này mình sẽ thanh lý các bạn với giá lợn chết là 300.000 nhé. Cho các bạn về xem phim, nghe nhạc, chơi game các kiểu nhé. Nói chung là tất cả máy bình thường, chức năng bình thường. Tình trạng là mình chỉ bị mỗi vỡ kính này, màn hình này. Nó hơn bị nứt kính màn hình này. Con này thì mình lười thay thì mình không thay. Vì bên mình thì ít sửa chữa mà. Đâm là mình chỉ có thay thế linh tinh thôi, cho khách hàng cửa nhà thôi. Đây. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 300.000, lợn chết 300.000 nhé. Con Intex này nhỉ, các bạn mua về xem phim, nghe nhạc, YouTube, nghe gọi, làm hoặc là tặng cho các em nhỏ ấy,
mua về xem phim nghe nhạc rất ok nhá, 300k nhá, không khác gì rẻ và còn đẹp trắng cả. Đấy, con Intex này 300k nhá, màn hình là 5 inch nhá, rất là ok đấy ạ. Đấy, 300k. Đây, và con này là 500k, và đây là con Xiaomi đấy ạ. Này, Xiaomi Redmi đấy ạ. Con này là con Redmi đấy ạ. Đấy. Đây, con này là Redmi. Đấy, Redmi này 500k nhá. Đấy, các bạn mua về xem phim, nghe nhạc, YouTube, làm mày phụ hoặc là tặng cái ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ rất ok nhá. Con này 500k và con này là 300k nhá. Đấy, điện thoại cũ toàn từ 300k đến 500k nhá. Rất là rẻ. Có hai con lợn chết cho con bạn nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Samsung gì nhỉ? Samsung này là Samsung gì nhỉ? A7 2018 á. Đây, con này là con A7 2018. A7 2018, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Còn A7 2018 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.700k. Đây, 2.700k. Hình thức máy còn độ 90% các bạn nhá. Mặt lưng thì nó hơi bị xước phẩy một chút đấy. À, mặt lưng thì nó hơi bị xước phẩy một chút. Đây, mặt lưng thì nó hơi bị xước phẩy một chút. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.700k nhá. Samsung A7 2018, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đây, A7 2018 thì nó là 3 camera, một đèn flash đấy, vân tay, nói chung là rất nhiều tính năng. A7 2018 đấy, 2.700k các bạn nhé. Máy màu xanh dương nhưng rất là đẹp đấy ạ. Mặt lưng thì có hơi bị xước phẩy một chút. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2.700k, bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé, rất là rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? LG G7 ạ. Đấy, LG G7. Đấy, LG G7. Đấy, hôm nay nhà mình vừa về được con này. Đây, LG G7. Đấy. Đây, LG G7. Con này là bản phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là chạy chip Snap có như là 845 nhân 8 nhân nhá. Chip Snap 845 nhá, nhân 8 nhân. Con này thì hôm nay mình vừa về con này xong, màu mận chín. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Con này là màu mận chín này, đẹp là trên 90%. Đấy, LG G7 đây ạ, của nó thì là 2 camera. Đấy, 2 camera, một đèn flash. Đấy, màn hình con này là màn hình là 6.1 inch nhé. Độ phân giải của mình, màn hình con này là 2K cộng các bạn nhé. Đấy, chip Snap 845. Các bạn chơi game, lướt game, xem phim, nghe nhạc rất ok nhé. Còn LG G7 màu mận chín này thì hình thức đẹp trên 90% này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.100k nhá. 3.1 nhá. Đấy, 3.1 cho các bạn. Máy còn zin áp suất luôn các bạn nhá. Con này thì máy zin nguyên bản, zin áp suất cho các bạn nhá. Đấy, thì mình sẽ lo bản hàn thì nó hỗ trợ chip âm thanh. Các bạn nghe cực kỳ là to nhá. Thì mình sẽ kết nối wifi cho các bạn mà nghe sản phẩm, nói chung là âm thanh chiếc LG G7 bản hàn này nhá. LG G7 bản hàn thì nó có chip âm thanh cực kỳ là tuyệt vời ạ. Đây, mình sẽ kết nối wifi cho các bạn xem nhé. Đấy, của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, chip Snap các bạn chạy cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây các bạn, màn hình là 2K cộng cơ, rất là phê ạ. Đấy, duyên phận. Các bạn nghe nhạc máy hàn thì khỏi phải chê luôn. Đây, máy hàn nghe có 3 lỗ loa có win luôn. Đấy, các bạn nghe cực kỳ là phê luôn. Đấy, máy hàn nó có hỗ trợ chip âm thanh loa ngoài, các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê nhé. Đấy, đấy, đây, hỗ trợ cổng Type-C này, máy còn zin nguyên áp suất các bạn nhé. Các bạn đi mưa đi gió rất ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 màu mận chín này, tặng cho ông bà bố mẹ người thân hoặc hoặc là các bà ông xã bà xã hoặc là người yêu rất ok nhá. Ví dụ các bạn mà phụ nữ, chị em phụ nữ mà đây sử dụng LG thì dùng rất là tuyệt vời ạ. Thật các bạn bền kinh khủng luôn. Mà máy màu mận chín rất là đẹp, tặng các bạn gái rất ok nhá. Bà gái hoặc là bà xã rất ok ạ. LG G7 đây ạ. Đấy, 3.100k các bạn nhá. Máy nguyên bản zin áp suất luôn nhá. Wow. Thì thôi thì buổi tối mình vẫn còn vài con nữa nhưng mà mình hôm nay mình mệt mất rồi. À đây, thôi mình giới thiệu lốc con này cho các bạn đi. Con này là con gì nhỉ? Hôm nay mình vừa về được con này xong. Con này là Samsung Z6 cộng nhé.
Z6 Plus ạ. À, Samsung Z6 Plus. Con này là phiên bản của nó là phiên bản công bản công ty. À, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá, Z6 cộng ạ. Đấy, màn hình của nó là 6 inch. Đây, phiên bản của nó là RAM 3GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhá, Samsung Z6 Plus ạ. Đây, Z6 cộng. Ôi mình buồn ngủ quá, muộn cũng muộn phết rồi, gần 12 giờ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.100.000 nhá. Samsung Z6 Plus nhá. Bên mình đang bán bạn giá là 2.100.000. Phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z6 Plus này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá, máy màu đỏ rất là đẹp nhá. Đấy, hôm nay mình cũng buồn ngủ quá rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình các bạn nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đồ một tuần và bỏ hành 6 tháng nên các bạn yên tâm nhá. Bên mình thì có ở ship ở xa 3 miền. Các bạn ở xa thì nói thật với các bạn là bên mình có ship hết nhá. Nên các bạn không phải lo nhá. Và tất cả các bạn mà mua hàng bên mình mà lỗi là vặt các bạn có thể gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình và mình sẽ sửa chữa và bảo dưỡng cho các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình cũng một tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại vào clip tối ngày mai nhá.